Xin chào cô chú anh chị em và các bạn, xin làm bổ sung bài 14 nha. Bài 4 cái phần mà small talk cũng phải đúng rồi, phần 4 small talk và phần này pronunciation là người ta chỉ cho mình cái gì. Chỗ pronunciation đây là câu hỏi WH, là cái cách mà mình viết nó là how's your, cụ thể là how is your gì đó, đúng không? How is your gì đó đó thì bây giờ là nó sẽ đọc gom lại thành gì, là how's your đó. Đây là cái chữ mà nó nghĩ là mình đọc chữ này mình sẽ hiểu. Đó, cái chữ cách bên đây, cách nói là how we say it, là cách mình nói. How's your? Thì cái này không có gì là đặc biệt đâu. Cũng như những lần trước, mình đọc chữ how được, có động từ to be your house, xong rồi your là how's your, đọc nhanh là tự động nó cuốn lại. Đọc nhanh không ai tách rời ra được, đúng không? Là được à. Này, how are, thì là how are là xong, how are là how are. How are you, mọi người đã tự động làm được cái phần đó từ lâu rồi đó. How have you? Cái này là thì không được nè, tại vì thì hoàn thành nói chung là cơ bản thì mình chưa có sử dụng nhiều, cho nên là nó sẽ chưa được tự nhiên. Nhưng mà have you là hoàn toàn có thể được. How have you? Đó, nó dính lại cục gì đó. Rồi đọc how have you là được rồi. How have you là được. What have you? What đã nó để cái chữ bên đây khó nhìn nữa không? Thì cũng đọc nhanh này. What have you? Đó là ổn thôi. Giờ mình nghe vô câu nó đọc nó rap sao nha. Pronunciation. 1. How's your family? How's your family? Thì nó cũng đọc vậy thôi, nhanh một chút là được. 2. How are you? How are you? Đó đọc how are you không? How are you là được. 3. Have you been? Have you been? Mọi người hình như không còn nghe chữ how nữa đúng không? Nghe have không à? Have you been? Ok. Thì không nghe thôi, không đọc đâu có sao. Have you been? Ok. Hôm nay làm sao? Hôm có chuyện gì? 4. What have you been doing? What have you been doing? Cái này hoàn toàn dính lại. What have you been doing? What have you been? What have you been? What do been? Nó còn chữ là what have you been? What have been? What have you been doing? Trời ơi. Đó, đây cái này làm lại một cái nữa. 4. What have you been doing? Cho tốc độ nó chậm lại chút xíu ha. Chậm lại chút xíu thử coi nó sẽ nhây thành cái gì. Lower speed cho nó vô là 0.5 thôi. Nghe lại câu 14 tốc độ 0.5 thôi. What have you been doing? What have you been doing? Okay. Or what have you been doing? What have you been? 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 Thôi mình đọc bình thường nha. What have you been đi cho nó khỏe đúng không? What have you been? Còn đọc nhanh thì là what have you been? What have you been? What have you been? What have you been? Yeah, nhưng mà cái đó thì cố gắng quá nó thì là thành ra quá cố đó. Cho nên hiện tại lời khuyên chân thành của mình là cái khúc khác thì có thể nói được rồi. Cái này từ từ. What have you been doing? Dần dần nhanh lên, đọc nhiều lần nó sẽ đỡ hơn. Chứ còn cố đọc giống cái này thì mình thì nghĩ là hiện tại là chưa có thể làm được nhiều không. Rồi giờ mình sẽ nghe tốc độ bình thường. Mình làm dictation nha. Đâu rồi? Tốc độ bình thường làm dictation nè. Dictation. Hi, Angela. I haven't seen you for a long time. What's new? Oh, not much really. I've been studying a lot. What about you? What have you been up to? Not much. I did visit Gina last week. Oh, nice. So, how's your sister these days? She's fine, thanks. And how are your parents? Oh, they're pretty busy, but doing well. Rồi, coi mọi người làm được chưa? Nghe là đáp án nha. Angela. Dictation. Hi, Angela. I haven't seen you for a long time. What's new? What's new? Có gì mới không? Hi, Angela. Lâu rồi mình không gặp bạn. I haven't seen you for a long time. Bằng với gì? Long time no see, phải không?
Rồi, what's new? Có gì mới không? Oh, not much really. Oh, not much really. Thật sự cũng không có gì mới. Khiêm tốn quá ha. I've been studying a lot. I've been studying a lot. Thì này thì gì đó mọi người? Thì này là hiện tại hoàn thành mà còn tiếp diễn nữa. Bữa giờ học quá trời luôn, phải không? Thì hôm nay là hoàn thành rất là nhiều luôn nè. Rồi, tiếp luôn. What about you? What about you? Còn bạn thì sao? What about? Chữ này là cũng là nó đọc ấy luôn nè, nó đọc và dính lại nè. What about you? What have you been up to? What have you been up to? Sẽ là gì? What have you been đó? What have you been? What have you been? Tại vì cái chữ have này thường là chữ h nó không có đọc á. What have you been? What have you been? Not much. I did visit Gina last week. Not much. I did visit Gina last week. Tức là bạn đang làm cái gì? Tức là what have you been up to là dạo này bạn sao, cũng giống vậy luôn đó. Không có gì nhiều, tôi vừa mới đi thăm Gina vào tuần rồi. Oh nice. So how's your sister these days? Oh nice. So how's your sister these days? Vậy còn em gái của bạn những ngày này thì sao? She's fine, thanks. Nó ổn. Fine, thanks. And how are your parents? And how are your... Wow. How với sao trời? How are your parents? Còn bố mẹ bạn thì sao? Oh, they're pretty busy, but doing well. Oh, they're pretty busy, but doing well. Họ thì khá là bận, nhưng mà vẫn ổn. Rồi, bài này đúng là small talk luôn á. Chuẩn small talk luôn, không có gì hơn luôn. Là chỉ tập trung vô là hỏi có khỏe không? Ở xã giao thôi. Mọi người có khi nào nghĩ nói chuyện xã giao là vậy không? Nếu ai học tiếng Anh muốn nói chuyện xã giao vậy là xã xong rồi đó. Xã hết luôn. Không còn gì nữa hết. Vậy thôi. Còn vô vấn đề mới khó. Đúng là, nhưng mà thực ra là mọi người biết sao không? Nhiều khi muốn nói mấy câu này cũng khó mở miệng. Tại vì nhiều khi mình cũng nghĩ nó bình thường quá, thành ra mình không tập mà không nói, thành ra tới chừng lúc mình cần thiệt mình cũng biết làm sao. Đó, nên cố gắng tập cái này ha. Rồi đọc lại. Còn về cái trên đây thì là có chỗ nói được thì nói, còn không nói được thì cứ nói rõ ra, đừng tự làm khó bản thân mình quá. Đó là khuyên chân thành luôn. Đó, còn trong lúc nghe, bắt chước được theo. Đó, ráng theo. Ráng được nhiều hay bấy nhiêu. Không cần phải cố gắng giống chính xác y chang ở cái thời điểm này. Đang học cơ bản mà, đúng không? Rồi, vậy nha. Bye bye mọi người. Bài vui nha.